Phim được lồng tiếng bởi Moxie Media Bắc Kinh. Người thần bí đó đã lên kế hoạch rồi. Anh là ai? Tại sao đưa tôi đến đây? Đột ngột biến mất. Bạn gái tôi mất tích rồi. Bắt cóc, nô lệ tình ái, giết người vì tiền, giết trước giết sau. Là một nam và nhiều nữ. Vừa nhìn hai cô gái xinh đẹp như các cô là biết ngay, tới đây liếc mắt đưa tình. Tôi phải thu hút được Thiệu Bằng ngay khi xuống xe. Lên lôi đài, đánh thắng tôi rồi tôi mới nói. Không được đánh mất chiếc vòng cổ này. Bên trong nó là một bộ định vị chi mua, không ổn. Thắng nam gặp nguy hiểm. Muốn đánh bại sư phụ tôi, phải vượt qua ải của tôi đã. Định vị cho thấy thắng nam đột nhiên biến mất ở khu vực này. Ông chủ có cho tôi một ít. Đây là nơi dành cho quyền anh đi. Những cô gái đến đây đều phải đánh quyền anh. Còn đám ông chủ sẽ đặt cược, có cả hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Nhà họ Trang đứng đằng sau kiếm tiền thông qua việc này. Nắm đánh thuê sẽ xúc phạm cô. Kẻ thua thì sẽ bị ném xuống ao cá sấu. Tôi muốn sống sót rời khỏi đây. Kiếp sau lại làm chị em. Có tin tốt đây. Kêu Thắng Nam dừng lại đời cô. Ở trên võ đài chỉ có đối thủ, không có bạn bè. Được, vậy thì đánh tôi đi. Dáng người đẹp quá. Tôi dùng mấy người canh gác qua, sau đó khống chế bọn họ, ép bọn họ thả chúng ta ra. Tôi sẽ từ từ nói cho cô biết được không? Ôi da. Cô nàng bà này lên cơn, tôi giúp cô ta hạ quả. Thiên đường có lối các cô không đi, địa ngục không lối các cô lại xông vào. Chắc bốn người chúng ta phải đấm nhau trên võ đài rồi. Nói hết những lời nên nói trong kiếp này, kiếp sau lại làm chị em. Cô làm gì vậy? Bản thân cô tự hiểu. Ai kêu anh dám trốn?
Ba, Thắng Nam, tôi thật là lợi hại đó. Nguyễn Chi, sau này cô ra ngoài đường đừng ăn mặc như vậy nữa. Lỡ gặp phải dơ sầm thì phải làm sao đây? Trời ơi, thích làm đẹp là thiên tính của con gái mà. Hơn nữa cô có ở đây tôi sợ cái gì chứ? Mấy cô làm gì đó? Để tôi nói cho anh nghe. Xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Tôi là Sầm Uyển Chi, MC chuyên mục Thích Tám Chuyện Đến Chết của IWG. Tiếp theo tôi sẽ đưa đến một tin tức cho các bạn. Gần đây, có một vị khách đến nhờ đội trinh thám mỹ nhân giúp đỡ. Cô ấy nói rằng vô tình biết mình bị quay lén trong phòng thử đồ. Họ không chỉ lén chụp ảnh với váy của phụ nữ trên đường phố, mà còn sử dụng danh tính phụ nữ để quay lén trong nhà vệ sinh và trong phòng tắm nữ nữa. Sau đó, họ bán những bức ảnh đó cho các trang web khiêu dâm nước ngoài để kiếm tiền. Nhưng mà hôm nay nhờ có nữ hiệp Thắng Nam của chúng ta. Nè. Ê, ở người đẹp, cô làm gì vậy? Tôi hỏi anh đang làm gì? Tôi đang chờ người. Chờ người? Tôi thấy anh là kẻ theo dõi phụ nữ trong truyền thuyết mới đúng. Theo dõi phụ nữ cái gì? Cô đang nói cái gì vậy? Người đẹp, cô xuyên không đó hả? Cô giả trò luôn anh hả? Cái gì đi hả? Đôi giày thông minh của tôi ghi lại quá trình vận động của tôi. Còn ở đó chối cãi phải không? Còn đây là gì? Đừng tưởng tôi không biết gì về công nghệ. Đây chính là đồng hồ chụp lén. Đội trinh thám bốn nữ hành động tức thì. Sau khi tìm kiếm quy mô lớn, cuối cùng đã bắt được tên biến thái và đồng bọn của hắn. Quá hay. Cảm ơn. Người đấu mạnh vừa đẹp vừa giỏi nữa. Xin chào, tôi tên Đàm Vĩnh Thành. Xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho anh? Bạn gái tương lai của tôi mất tích rồi. Bị mất tích? Tại sao lại mất tích? Cô ấy tên Lâm Danny. Cô thể tìm thấy thông tin trên Baidu. Tư liệu rất đơn giản. Là tôi đã tạo cho cô ấy, nhưng mà vẫn chưa kịp chỉnh sửa gì hết. Anh nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy là đai đen Taekwondo châu Á. Sau đó được đặt cách đeo đai đen cấp 7. Một cô gái là đai đen Taekwondo cấp 7, thật đáng kinh ngạc. Đúng vậy. Trên thế giới không có nhiều người có thân thủ tốt như cô ấy. Cô ấy còn có thể tự mình hạ gục nhiều người đàn ông. Sao cô ấy lại mất tích chứ? Lẽ nào cô ấy bị đĩa bài bắt cóc, được người ngoài hành tinh mời đi làm khách? Bà Đồng, đừng đùa nữa. Bắt cóc, nô lệ tình ái, giết người vì tiền, hiếp trước giết sau. Thôi nào, đừng suy nghĩ bi quan vậy được không? Tôi gọi điện thoại cũng không được, nhắn tin cũng không trả lời, trên mạng xã hội cũng không thấy đăng gì. Cầu xin mọi người hãy nhanh chóng giúp tôi tìm ra bạn gái của tôi. Tôi tra ra rồi. Bạn trai cũ của Lâm Danny, Hiệu Băng, là một phú nhị đại. Anh ta hiện đang hẹn hò cùng lúc với hai cô gái. Đúng là bộ ba vui vẻ, hợp lý. Nè, Nguyễn Chi, cô thử kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Lâm Danny. Nói không chừng ở trong đó có một số manh mối. Được. Vậy chúng ta hãy bắt đầu từ Thiệu Băng, xem anh ta có liên quan gì đến Lâm Danny mất tích không. Bạn Học, cô không thể đợi sau khi đến biệt thự của Thiệu Băng rồi mới thay hả? Vậy đâu có được. Tôi phải thu hút sự chú ý của Thiệu Băng ngay khi xuống xe. Không dễ gì mới có được tấm vé tham dự tiệc bikini. Tôi phải làm quen với đám phú nhị đại đó mới được. Toàn là nữ thôi, không có người đàn ông nào hết vậy. Thất vọng rồi chứ gì. Đây là bữa tiệc cá nhân của anh ta. Là một nam và nhiều nữ chứ không phải là nhiều nam nhiều nữ đâu. Mất hứng quá. Ê, nhưng mà nói lại thì nếu có thể thu hút anh ta cũng không tệ. Cô được rồi đó, đồ mê trai, chịu hết nổi. Hey, mấy cô là do Yo-Yo giới thiệu đến phải không? Hoan nghênh, hoan nghênh. Hi.
Thiệu Chào. Thiếu. Cô xem, cô ấy giờ nhìn thấy trai đẹp là quên ngay chính sự. Mấy cô đi làm gì? Tôi và Âu Dương kéo chân anh ta. À, được rồi. Chi Chi, không phải cô muốn đi vệ sinh sao? Ê, cô đi đi đi, tôi không gấp. Ai, sao lại không gấp chứ? Hồi nãy trên xe không phải cô nói là muốn tè ra luôn hay sao hả? Tôi... Nè anh đẹp trai, nhà vệ sinh ở đâu vậy hả? Nhà vệ sinh ở trên tầng 2 của biệt thự. Hay là tôi đưa các cô đi? Không cần đâu, anh đi cùng hai người đẹp này đi. Đi. Có thể giới thiệu cho tôi và người bạn được không? Được thôi. Lát nữa chúng ta uống chút rượu và đi tham quan đi. Người đẹp, nhà vệ sinh bên đó. Tôi đến phòng sách. Nè, tới phòng sách làm gì? Lấy gậy selfie. Tôi lấy giùm cô ha. Cô là ai? Nè nè nè, tôi là bạn của Thiệu Thiếu. Tất cả các cô gái đều nói là bạn của anh ta. Cô không biết tôi là bạn gái của anh ta sao? Tất cả các cô gái đều nói là bạn của anh ta. Cô xếp thứ mấy? Đồ thật kinh. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Buông tôi ra mau. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Người đẹp, giỡn với cô thôi. Dám giỡn mặt với bà phải không? Đợi đó, tôi nói bằng xử lý cô. Được thôi. Căn cứ vào tình hình thực tế có thể phán đoán, Thiệu Băng có thể tạm thời được xóa tình nghi. Dữ liệu cá nhân của anh ta cho thấy không có nghi ngờ gì. Có lẽ sự mất tích của Lâm Đăng Ni không liên quan gì đến anh ta. Vậy thì liên quan gì đến ai? Lâm Đăng Ni này lại chạy đi đâu? Bà Đồng, bên phía cô có đầu mối gì chưa? Tạm thời chưa có. Vậy thì tiến hành kế hoạch thứ hai của chúng ta. Được. Đây là boxing kim giáp mà Lâm Đăng Ni tham gia nhượng quyền. Wow, trời ơi, vậy thì trong đó sẽ có rất nhiều đàn ông mạnh mẽ, uy phong, giống như thần tượng Jackson Statham của tôi. Hôm nay là thứ hai, lại mới sáng sớm ra, làm gì có ai. Dẹp tâm hồn thiếu nữ của cô vào đi. Chúng ta vào trong xem đi. Wow, coi kìa, nhiều giải thưởng quá. Xin chào hai vị, xin hỏi có thể giúp gì cho các vị? À, chúng tôi muốn học boxing. À, học boxing được đó. Vui lòng đọc phần giới thiệu của chúng tôi trước. Ừ, xem đi. Ừ. À, hay là tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan phòng boxing. Ừ. Đi theo tôi. Mọi người nhìn đi, đây đều là những giải thưởng của huấn luyện viên chúng tôi. Hơn nữa, phòng tập boxing được trang bị đầy đủ thiết bị, có tất cả các loại dụng cụ học tập thể dục. Lợi hại quá. Mọi người nhìn đi, chúng tôi còn có rất nhiều giáo trình khác nhau. Xem thử các bạn quan tâm đến thể loại nào.
Ê, anh đẹp trai đó là ai vậy? Ồ, đó hả? Đó là Stephen, là huấn luyện viên nổi tiếng nhất ở phòng tập này. Stephen? Đúng. Tôi học boxing với anh ấy được không? Tất nhiên là được chứ. Cô chỉ cần đăng ký ở đây thì có thể tự mình chọn huấn luyện viên. Hey. Nè. Ê, thức dậy. Lại mơ giữa ban ngày. Hai Stephen. Tình trạng cơ thể của tôi như vậy, có thể theo anh học boxing không? Không thành vấn đề. Judo, yoga, thái cực quyền đều không thành vấn đề. Tôi có thể sợ cơ ngực của anh không? Được chứ. Stephen, có phải ở đây có nữ võ sĩ rất lợi hại tên Lâm Đan Ni không? Wow, cô chuyển chủ đề nhanh quá vậy. Không có đâu. Tôi chỉ nghe nói cô ấy là Taekwondo hạng 7, nên muốn mở mang kiến thức thôi mà. Cô thay đổi chủ đề hay thiệt đó. Được thôi, tôi sẽ từ từ nói cho cô biết được không? Không hay rồi. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện rồi. Tôi bận rồi. Đi với tôi. Nè. Nè. Hết vui rồi đó. Xem cô kìa. Ngồi xuống. Hôm nay may mà tôi chạy đến kịp thời. Nếu không cô đã bị thiệt thòi rồi. Tôi không nên để cô sử dụng mỹ nhân kế. Cô phá hỏng chuyện tốt của tôi còn nói nữa. Ê, chúng ta đến điều tra vụ án, không phải ngắm trai đẹp. Hơn nữa, ông chú đó có thể là một gã sở khanh. Không đáng đâu. Tôi không quan tâm. Con trai không ngắm không phải là tác phong của tôi. Được rồi, hôm nay dừng ở đây được rồi. Âu Dương, cô coi bộ đồ này có ổn không? Đối phó với đàn ông bình thường thì có 99% lực sát thương, nhưng đối với trai đẹp giàu có, tôi không dám bình luận. Angela, nè, nếu tôi mặc bộ đồ này đối phó với anh chàng đẹp trai ở phòng boxing thì sao? Ông già to con mới đúng. Nguyễn Chi à, sau này cô đừng đến phòng boxing nữa, để Thắng Nam làm tiếp đi. Đáng ghét, cô không có tình có nghĩa gì hết. Mấy cô đều biết tôi đã phí công sức, còn không để tôi đi thể hiện mình nữa. Cô đó, cứ để Thắng Nam đi khảo sát tình hình. Nếu ok thì tới lúc đó để cô đi tiếp cũng không muộn. Nè, ê, nếu như Thắng Nam ra tay trước. Nói ai đó hả? Nói xấu tôi sao? Tôi cho cô biết, tôi không đối khác tới như vậy đâu. Tên đó không phải gu của tôi. Một hai à, nhớ chưa? Một móc đánh, một hai một đánh được nào. Một hai đây nè, đợi chút, đánh tiếp đi. Sao nào, hôm nay lại đổi một người bạn khác? Đây là Thắng Nam, thú vị hơn Chi Chi rất nhiều. Tôi thấy mấy cô không đến đây để học boxing phải không? Có phải mấy cô đến đây để điều tra về Lâm Đan Ni? Sao ông biết vậy? Vừa nhìn hai cô gái xinh đẹp như các cô là biết ngay, tới đây liếc mắt đưa tình. Vậy anh có thể kể cho chúng tôi biết tình hình trước khi Lâm Đan Ni biến mất không? Cũng được, lên lôi đài, đánh thắng tôi rồi tôi mới nói. Nè, đứng lại. Muốn đánh bại sư phụ tôi, phải giữ quải của tôi. Hừm.
Angela, tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện trước khi Lâm Đăng Ni biến mất như tôi đã hứa. Cảm ơn. Người đẹp, hôm nào đó chúng ta phai một trận. Được nha. Xin lỗi, đúng lúc máy lọc nước bị hư nên đi mua mấy chai cho mọi người. À, không sao. Vậy hai người trò chuyện thông thả, được không? Ok, đi thôi. Sao rồi, có phát hiện gì mới không? Đúng là có phát hiện cái này. Phát hiện cái gì? Hộ chiếu và thẻ thông hành của Lâm Đăng Ni đều đã bị mất. Tôi nghi ngờ cô ấy xuất cảnh rồi, nhưng không biết chính xác cô ấy đã đi đâu. Vậy cô ấy đi đâu? Alo. Xin chào. Cô là ai vậy? Tôi có một tin tức quan trọng về Lâm Đăng Ni. Ồ, vậy sao? Vậy cô là ai? Tôi không muốn tiết lộ danh tính, tôi sợ gặp rắc rối. Vậy có chuyện gì, trực tiếp cho tôi biết là được. Không tiện nói trên điện thoại. Vậy thì hẹn gặp mặt ở đâu đi? Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cô, không muốn bất kỳ bên thứ ba nào. Không vấn đề gì. Thời gian, địa điểm do cô quyết định. Cô chờ cuộc gọi của tôi. Bây giờ tôi không thuận tiện lắm, vậy nha. Không được đánh mất chiếc vòng cổ này. Bên trong nó là một bộ định vị di môn. Lỡ như xảy ra chuyện gì đó không thể liên lạc với cô, không gọi điện thoại được, chúng tôi vẫn có thể tìm kiếm cô thông qua cái này. Được rồi, đừng lo mà, chắc chắn không sao đâu. Âu Dương, cô lái xe đi theo Thắng Nam. Ok, không thành vấn đề, theo dõi là sở trường của tôi. Ok, tôi và Quyển Chi ở lại hội trinh thám, theo dõi cô qua tín hiệu GPS. Cô có chuyện gì, thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Ok, tôi đi đây. Đi đi. Ừ. Người phụ nữ bí mật đó cứ như kẻ bắt cóc tống tiền, liên tục thay đổi địa điểm. Lẽ nào có âm mưu gì? Tại sao cô ta lại đùa giỡn Thắng Nam? Có thể cô ta không muốn chúng ta truy tìm ra tung tích của Lâm Đăng Ni, nên cố tình làm hiểu lầm. Không muốn chúng ta truy ra tung tích của cô ấy. Lẽ nào cô ấy đã bị giết rồi? Alo. Cái gì? Lại đổi địa điểm? Ở đâu? Bên bờ sông phải không? Ok, tôi quay đầu lại ngay. Sao còn chưa đi? Âu Dương mất dấu rồi. Kêu Thắng Nam dừng lại đợi cô ấy. Đối phương kêu Thắng Nam đến bên bờ sông, nếu quá thời hạn sẽ không đợi. Tại sao cô ta giỡn mặt Thắng Nam? Vậy thôi đừng đi nữa, để khỏi bị trúng kế gì đó. Không được, không thể dễ dàng bỏ cuộc.
nhất định phải điều tra ra đối phương là ai. Ủa, hiển thị của định vị này hơi lạ nha. Tháng nào cũng không bắt máy, không trả lời tin nhắn. Theo thông tin hiển thị từ định vị Vimo mà cô ấy đang đeo, cô ấy đang di chuyển rất nhanh. Rõ ràng đang ở trong một chiếc xe được lái rất nhanh mà. Không ổn, tháng Nam gặp nguy hiểm. Đi, chúng ta đi tập hợp với Âu Dương trước. Phải nhanh chóng tìm ra tháng Nam. Được. Ôi trời, không phải chứ. Cô nhìn nè, định vị hiển thị Thắng Nam đang trên đường chạy về hướng đông. Như vậy đi, chúng ta tập hợp với Âu Dương trước. Được. Tài xế, đến bờ sông trước. Có lẽ Thắng Nam bắt đầu mất tích từ nơi này. Ở đây không có camera, người qua đường cũng nói không biết tình hình. Người thần bí đó đã lên kế hoạch rồi, mới hẹn Thắng Nam đến nơi hẻo lánh như vậy. Đúng đó, như vậy cho thấy cô ta đang có ý đồ xấu. Có thể Thắng Nam sẽ gặp nguy hiểm. Quyển Chi sao rồi? Định vị cho thấy Thắng Nam đột nhiên biến mất ở khu vực này. Đột ngột biến mất? Đúng đó, đột ngột biến mất. Hả? Vậy phải làm sao? Chúng ta bắt đầu từ số điện thoại đã liên lạc với Thắng Nam. Sau đó điều tra camera giám sát, dữ liệu trên mạng để tìm ra người thần bí đó một cách nhanh nhất. Ok. Đừng lo lắng, quẻ của tôi cho thấy Thắng Nam tạm thời chưa gặp nguy hiểm tới tính mạng. Làm ơn đi, cô rảnh rỗi sẽ không giúp Quyển Chi xem camera giám sát đi. Ok. Làm gì đó? Có chuyện gì không đợi sau khi tôi tắm xong mới nói? Tôi không đợi được. Cuối cùng tôi đã tìm ra cô gái gọi điện thoại đó là ai. Ồ, đây là hình ảnh từ camera. Nhìn cô ấy có phải rất quen không? Cô ta? Không sai, chính là nhân viên của phòng boxing Long Quy, Kiều Thuần Ân. Thì ra là cô ta. Ê, nhìn thấy chúng tôi liền muốn chạy, có phải chột dạ rồi không? Nói cái gì vậy? Tôi chỉ bị đau bụng, muốn vào nhà vệ sinh thôi. Nhà vệ sinh ở bên đó. Tiểu thư, có phải đi nhầm chỗ rồi không? Thành thật khai báo, rốt cuộc Thắng Nam ở đâu? Thắng Nam cái gì? À, mấy cô nói cô gái giỏi đánh đấm kia đó hả? Làm sao tôi biết cô ấy ở đâu chứ? Cô ấy cũng đâu có đến chỗ chúng tôi báo danh đâu. Biết giả giờ quá ha. Đi, lên đánh một trận với ba người chúng tôi. Với ba người các cô hả? Không được,
tôi không đánh được đâu. Không đánh cũng được. Cho cô hai sự lựa chọn. Một là đánh với ba chúng tôi một trận. Hai là thành thật khai báo. Tôi thật sự không biết điều gì hết. Không được, không được đâu. Âu Dương, không. Chỉ đánh mặt. Đừng mà. Đi. Đừng mà, tôi nói mà. Nói mà. Đừng đánh. Thật ra, có một tập đoàn nước ngoài tên Kim Tự Tháp phái tôi làm gián điệp trong phòng boxing này, chuyên môn giúp bọn họ lựa chọn những cô gái giỏi đánh đấm. Thắng Nam biết công phu cơ bản. Cô khống chế cô ấy bằng cách nào? Chủ nhân cho tôi một loại thuốc mê. Phim được lồng tiếng bởi Moxi Media Bắc Kinh. Là cô hẹn tôi ra gặp mặt. Đúng đó, là tôi. Cô quẹo một vòng lớn như vậy là có ý gì? Đó là bởi vì... Đó là bởi vì... À, cô... Thì ra cô đến gần Thắng Nam để đánh thuốc mê cô ấy. Phải. Đợi sau khi cô ấy ngất đi, bên cạnh sẽ nhanh chóng có người lái xe tới để chuyển cô ấy đi. Trước sau chưa tới 2 phút. Thảo nào Âu Dương không theo kịp. Thắng Nam đang ở đâu? Cái này tôi không biết. Đi, xem ra chúng ta phải đánh thêm một trận. Đi thôi. Không phải, không phải đâu. Tôi thật sự không nói dối. Tôi xin thề. Nếu như tôi nói dối sẽ không được chết yên lành. GPS vẫn không có tín hiệu. Thôi đi, chúng ta báo cảnh sát rồi. Nhưng bên phía cảnh sát vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Cũng không biết bây giờ Thắng Nam ra sao rồi nữa. Không phải cô biết xem bó sao? Đúng vậy. Nhưng trên bài tao đó cho thấy tình hình không rõ. Sơn cùng thủy tận. Nhưng cô yên tâm đi, vẫn có khả năng liễu rủ qua cười. Bây giờ không có chút manh mối nào. Thắng Nam, cô nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Tôi còn đang đợi cô về dạy tôi đánh người xấu đó. Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi không kết nối được. Xin vui lòng thử lại sau. Vẫn không gọi được cho Thắng Nam. Ê, tín hiệu định vị của Thắng Nam lại hiển thị rồi nè. Cái gì? Thật sao? Đây là đâu? Đông Nam Á. Lẽ nào Thắng Nam đã đến Đông Nam Á? Kiều Thuần Ân kia nói tập đoàn Kim Tự Tháp bắt người đưa đến được nước nào đó ở Đông Nam Á. Tôi nghĩ chắc là chỗ này. Tôi hiểu rồi. Ban đầu không theo kịp tín hiệu GPS của Thắng Nam. Chắc cô ấy đang ở trên biển. Bây giờ có thể đã lên bờ. Có lý đó. Xem ra lúc trước tôi xem bói không sai chút nào. Sơn cùng Thủy Thận ngờ hết lối, liễu rủ qua cười lại gặp thôn. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Giờ chúng ta xuất phát đi Thái Lan để cứu Thắng Nam. Sao qua đi khác? Tôi đến đây. Đừng động đậy, ngoan ngoãn chút cho tôi. Đi, mau lên. Đi, mau lên. Chị Na, hàng mới đến rồi. Cô là ai? Sao đưa tôi tới nơi này? Đây là nơi nào? Lát nữa cô sẽ biết thôi. Đi. Cô, thả tôi ra. Thả ra. Thả ra. Đi. Vào. Thả tôi ra. Vào.
Nè, đừng đi, đừng đi mà, mở cửa cho tôi, mở cửa ra, mở cửa ra, đừng đi mà. Cô là Lâm Đăng Ni phải không? Sao cô biết vậy? Bây giờ tôi không tiện cho cô biết, nhưng mà cô có thể cho tôi biết nơi đây là đâu không? Bọn họ không cho cô biết. Không. Đây là nơi dành cho Quyền Anh đi. Những cô gái đến đây đều phải đánh Quyền Anh. Còn đám ông chủ sẽ đặt cược, có cả hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Nhà họ Trang đứng đằng sau kiếm tiền thông qua việc này. Trừ khán giả ở bản địa, cũng có nhiều người trên toàn cầu xem qua internet. Nếu gia nhập hội viên sẽ phải đóng rất nhiều phí hội viên, cũng sẽ nhận tiền cược upline của bọn họ. Mỗi một cô gái đến đây đều phải liều mạng đánh Quyền Anh để các ông chủ đặt cược hàng triệu, thậm chí hàng tỷ. Tóm lại, chúng ta chính là đồ chơi của bọn họ. Tóm lại một câu, đánh sống đánh chết chỉ là để giải trí cho họ. Lý nào lại như vậy? Nơi này không có pháp luật sao? Ai quản? Nơi này không có pháp luật. Có tiền có thể sai ma khiến quỷ. Bọn họ sẽ giải quyết tất cả mọi thứ bằng tiền. Vậy người gọi là chị Na gì đó chính là bà chủ đứng phía sau nơi này hả? Không ngờ chứ gì, chủ nhân lại là nữ, còn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô nghỉ dưỡng sức đi. Có lẽ bọn họ sắp cho cô lên sân đấu. Người mới ở đây đặc biệt được yêu thích. Đám người này đặc biệt có mới nới cũ. Có mới nới cũ? Vậy những người cũ đều được thả đi rồi? Mơ đẹp quá. Không phải bị đánh chết thì là bị đánh tàn phế. Có người bị bán đi làm gái, có người trực tiếp bị chôn sống, hoặc là dứt xuống biển. Họ nói tích lũy được 30 trận sẽ thả cô đi. Ai biết bọn họ làm cái gì ở phía sau. Cho nên cô mới lựa chọn chạy trốn. Đánh cũng sẽ chết, không đánh cũng sẽ chết. Tại sao không thử? Chạy trốn chỉ khiến cho cô chết nhanh hơn thôi. Nếu như tôi không đánh thì sao? Cô không đánh, người khác sẽ đánh bại cô. Đám đánh thuê sẽ xúc phạm cô. Sống không bằng chết. Một cô gái người Hồng Kông đi cùng tôi, bởi vì không chịu đánh nên bị dứt xuống ao cá sấu. Đám đánh thuê đó lấy điện thoại cho chúng tôi xem. Đúng là giết gà dọa khỉ. Không được đánh mất chiếc vòng cổ này. Bên trong nó là một bộ định vị chi môn. Lỡ như xảy ra chuyện gì đó không thể liên lạc với cô, không gọi điện thoại được.
chúng tôi vẫn có thể tìm kiếm cô thông qua cái này. Được rồi, các khán giả, hôm nay chúng ta lại có một em gái Trung Quốc mới đến. Đừng thấy cô ấy cao cao gầy gò, nhưng cô ấy rất giỏi chiến đấu. Cô ấy chính là người mới của chúng tôi, Tưởng Thắng Nam. Khi các bạn đặt cược xin vui lòng chú ý. Rốt cuộc là Tưởng Thắng Nam hay là Lâm Đan Ni sẽ chiến thắng? Chúng ta hãy cùng chờ xem, cuộc đấu sắp bắt đầu. Thật không ngờ, vừa lên đài đã phải đánh với cô. Ở trên võ đài chỉ có đối thủ, không có bạn bè. Tôi đã thắng liên tiếp 10 trận. Tôi muốn sống sót rời khỏi đây. Nào, ra tay đi. Được, vậy thì đánh thôi. Wow, đẹp quá. Đây chính là Thái Lan. Trời ơi, sao qua đi khờ. Làm ơn đi, đừng có làm quá. Được rồi, khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn. À ha, đúng là một trận đấu ngang tài ngang sức. Vẫn chưa rõ ai sẽ là người chiến thắng. Mọi người hãy kiên nhẫn xem nha. Chúc mừng, người mới đến Tưởng Thắng Nam đã đánh bại người chiến thắng 10 trận liên tiếp Ngọc Diện La Sát Lâm Đan Ni. Tưởng Thắng Nam mới đến này có biểu hiện không tồi, lại có thể giúp tôi thu hút một đợt khách VIP mới. Chắc chắn rồi. Nhưng mà chị Na, vừa nhận được thông báo của Kiều Thuần Ân, bạn của Tưởng Thắng Nam, đã tìm đến đây. Nơi này là địa bàn của tôi, bọn chúng qua đây không phải là chịu chết sao? Nhưng mà lại có thể bổ sung nguồn hàng mới cho tôi. Đúng vậy, lúc đó lại được bổ sung thêm máu mới. Đến lúc đó sẽ cho bọn họ tỉ mũi tương tàn, như vậy mới càng thêm kích thích. Hiệu GPS vẫn rất yếu, lúc có lúc không. Các cô ngủ trước đi, tôi theo dõi thêm lúc nữa. Ok, Nguyễn Chi vất vả rồi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý muốn đánh thắng cô. Tôi cho rằng cô sẽ tránh được cước đó. Không cần phải xin lỗi, ai cũng muốn thắng thôi. Tôi thực sự không có suy nghĩ như vậy. Tôi... Đừng nói nữa, tôi mệt rồi, muốn ngủ một lát.
Trước đó cô hỏi tại sao tôi biết cô đúng không? Thật ra thì tôi quen biết bạn trai cô, Đàm Dĩ Thành. Chúng tôi thuộc hội trinh thám. Sau khi cô mất tích, bạn trai cô tới hội trinh thám tìm chúng tôi để chúng tôi điều tra tung tích của cô. Không ngờ là vừa điều tra được chút manh mối thì tôi bị đánh thuốc mê, bắt cóc đến đây. Dĩ Thành kêu các cô đi tìm tôi sao? Đúng vậy. Bạn trai cô Đàm Dĩ Thành còn cho chúng tôi biết bí mật của cô. Anh ấy nói bạn trai cũ của cô tên Thiệu Băng là một phú nhị đại. Cô không chịu được tính lăng nhăng của anh ta nên mới chia tay anh ta. Không ngờ anh ta còn đòi lại chiếc xe đã tặng cho cô. Cho dù là Dĩ Thành kêu cô đi tìm tôi, nhưng tại sao người của Kim Tự Tháp lại bắt cô đến đây? Có phải cô đã để lộ thân thủ ở đâu đó và bị bọn họ nhìn thấy nên mới bắt cô đến đây? Thật ra tôi cũng không biết tại sao bọn họ lại bắt tôi đến đây. Tôi cho rằng vụ mất tích của cô có liên quan tới Kiều Thuần Ân. Cô ấy sợ tôi điều tra sự thật nên mới đưa tôi đến đây. Những cô gái đến đây đa số bị người ta gạt, nói là làm bảo vệ. Một số bị đánh thuốc mê, vượt biên đưa thẳng đến đây. Còn tôi là tự mình muốn đánh vài trận được trả phí cao nên mới đến đây. Kiều Thuần Ân là người của Kim Tự Tháp, mai phục trong vòng boxing để tìm kiếm mục tiêu. Cô ta chọn trúng tôi, liền phái người đến tìm tôi, sau đó đưa tôi đến Hồng Kông. Cuối cùng tôi đã ở đây. Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao cô ta lại bắt tôi đến đây. Chắc chắn lúc ở phòng tập, cô ta nhìn thấy tôi đánh thắng Stephen, cho rằng tôi có thực lực nên mới đánh thuốc mê rồi bắt cóc tôi đến đây. Cô ta làm như vậy vừa trả ân tình cho chị Na, vừa cắt đứt manh mối của tôi, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Tôi đã tìm ra vị trí chính xác rồi. Có phát hiện gì mới sao? Đúng vậy, tôi đã tìm ra vị trí GPS chính xác của Thắng Nam. Tốt quá rồi, cô nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đi cứu người. Con gái đúng là cần ngủ đủ giấc mới được. Tiếc là tôi lại có số thức khuya. Tôi có một ý tưởng, chúng ta có thể thử xem sao. Ý tưởng gì? Thử cái gì? Tôi dụ mấy người canh gác qua, sau đó khống chế bọn họ, ép bọn họ thả chúng ta đi. Tôi cũng từng nghĩ đến cách này. Trước đó có một cô gái cũng đã làm như vậy, nhưng đến cánh cửa cuối cùng, làm đủ cách cũng không thể vượt qua. Cuối cùng cô gái đó bị hành hạ 3 ngày 3 đêm. Cánh cửa cuối cùng. Cánh cửa này bị khóa từ bên ngoài, bên trong có camera, muốn ra ngoài cực kỳ khó. Ai đang làm bầm gì đó? Ai da. Lên cơn hay gì? Ai da. Ê, đầu to, anh đang làm gì đó? Cô nàng bà này lên cơn, tôi giúp cô ta hạ quả. Ngu hả?
Đám đàn bà này gạt anh mở cửa rồi bạo động tập thể thì làm sao? Anh làm sao ăn nói với chị Na? À, anh Sơn nói đúng đi. Cô muốn làm gì? Không có gì, tôi chỉ muốn thăm dò một chút thôi. Tốt nhất cô đừng chọc tức họ, lát nữa điên rồi bọn họ sẽ dây sờm cô. Uyển Chi sao rồi? Mọi thứ bình thường, chúng ta còn cách đích đến 12 km. Nè, để tôi bói một quẻ xem liệu chúng ta có thể thành công hay không. Chính là nơi này. Nơi này giống như nhà kho bị bỏ quan. Đợi chút, giác quan thứ 6 của tôi cảm thấy không ổn. Hey, thiên đường có lối các cô không đi, địa ngục không lối các cô lại xông vào. Ông đây đợi các cô tự dâng tới cửa lâu rồi. Hình như bọn họ biết chúng ta sẽ đến. Mau nghĩ cách thoát thân đi. Thoát thân? Tôi bày ra thiên la địa võng, các cô còn muốn thoát thân? Tôi nghĩ thoát y thì đúng hơn. Đánh cho tôi. Các anh em đánh được khá. Đưa đi cho tôi. Dạ, dạ, đi, đi. Không tệ nha. Tuyệt lắm. Qua, không ngờ các cô lại tìm được đến đây. Thân hình đẹp, ngoại hình đẹp, thân thủ cũng tốt nữa. Chị hai này là ai vậy? Mau thả chúng tôi ra. Tôi cảnh cáo cô, tôi đã báo cảnh sát rồi. Đến lúc cảnh sát đến đây thì... Cảnh sát là cái thá gì? Đừng quên, đây là địa bàn của tôi. Cảnh sát có đến cũng chỉ đi lòng vòng bên ngoài, tránh xa 2 km rồi quay về uống trà. Không ngờ đại boss một tay che trời của Kim Tự Tháp lại là phụ nữ. Phụ nữ thì sao? Trong lịch sử có bao nhiêu xã hội mẫu hệ? Võ Tắc Thiên, Từ Hy, Hiếu Trang, có ai không phải phụ nữ? Cô thực sự coi mình là Võ Tắc Thiên, Hiếu Trang sao? Bọn họ đã là gì? Tôi muốn là Bill Gates, phiên bản nữ. Lại còn Bill Gates, tôi thấy chỉ có thể là ông trùm của mafia. Còn nhóc này, tôi thấy cô ngứa miệng rồi phải không? Hả? Tôi thấy để cô đánh 3 ngày 3 đêm, coi cô còn già mồm như vậy không. Đấu với bà đây hả? Cô còn non lắm. Anh Nam. Nguyễn Chi. Thiên Thiến. Anh Sô. Sao ba người các cô đều bị bắt tới đây vậy? Chúng tôi đã xem thường tập đoàn Kim Tự Tháp. Đúng đó. Chúng tôi tưởng rằng đến chỗ rồi, hoặc là báo cảnh sát, hoặc là cứu người. Nhưng chúng tôi chưa kịp làm gì hết, đã bị bắt vào đây. Chắc 4 người chúng ta phải đấm nhau trên võ đài rồi. Nói vậy là sao? Mỗi cô gái ở đây chỉ có một kết cuộc mà thôi, chính là lên sàn đấu đánh nhau cho đến khi không thể đánh được nữa, rồi đưa chúng ta về nhà. Mơ đẹp đó. Cô không còn đánh được nữa sẽ hết giá trị lợi dụng, cuối cùng sẽ đi làm gái hoặc là bị dứt xuống ao nuôi cá. Không phải chứ, tôi còn chưa được ngủ với trai đẹp. Đã phải nói lời tạm biệt với thế giới sao? Sam Nguyễn Chi hưởng thọ 24 tuổi, lìa trần quá sớm. À, đừng dọa cô ấy nữa. Tôi đâu có dọa cô ấy. Cô nhìn xem tôi bây giờ đi, tìm vui trong buồn thôi. Cô mới vào đây 2 ngày đã bị thương khắp cơ thể rồi.
Nơi như thế này vốn không phải là nơi dành cho người sống. Không chừng qua mấy ngày nữa tôi chỉ còn lại nửa cái mạng thôi. Vậy lẽ nào thanh xuân của tôi, ước mơ của tôi, cả tương lai của tôi cũng sẽ bị chôn vùi ở nơi quỷ quái này? Đáng tiếc tôi không đem theo bài tarot đến đây, nếu không có thể bói xem chúng ta có còn đường sống hay không. Thật ra lúc tôi vừa vào đây đã cầu nguyện. Cầu xin ba người đừng tìm ra tôi, tránh cho ba người các cô khỏi phải mất mạng ở nơi này. Tháng năm, chúng ta là chị em tốt, dù có ra sao cũng sẽ không bỏ rơi cô. Nếu sự việc đã đến nước này, chúng ta nên thản nhiên đối mặt. Bây giờ chúng ta thương lượng đối sách. Chà, bốn người bạn thân, tình cảm thấm thiết quá. Vừa gặp mặt đã không ngừng tám chuyện. Tôi đến đây là để báo cho các cô một tin tốt. Ngày mai, bốn người các cô và Ngọc Diện La Sát, Thiết Kim Cương sẽ diễn ra một trận đấu đỉnh cao. Trận đấu đó có quyền quyết định sống chết. Đến lúc đó các cô sẽ đấu tay đôi, người thua sẽ bị dứt xuống ao cá sấu. Nhân lúc này vẫn còn thời gian, các cô trò chuyện thỏa thích đi, nói hết những lời nên nói trong kiếp này, kiếp sau làm lại chị em. Không lẽ nào ngày mai là ngày tận thế của tôi? Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được cách để thoát khỏi nơi đây. Ừ, nhất định sẽ làm được. Chị Na, thu nhập của tháng này chúng ta so với tháng trước nhiều hơn 35 triệu. Cứ tiếp tục theo đà này, cuối năm sẽ đạt tới dự tính ban đầu của tôi, một năm thu hơn 100 triệu. Đúng đó, chỉ trong vòng có nửa năm, thu nhập của chúng ta đã từ vài triệu một tháng tăng lên 50 triệu. Tiếp theo tôi sẽ nhập về các người đẹp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga, toàn bộ gia nhập vào chúng ta. Chị Na anh minh. Tuyển thủ của chúng ta đi theo con đường quốc tế hóa, vậy thì khách VIP của chúng ta cũng sẽ ngày càng quốc tế hóa. Tất nhiên là vậy. Vào trận rồi anh Hào, muốn đặt bao nhiêu? 800 ngàn. 800 ngàn nhiều dữ vậy? 800 ngàn mà nhiều, anh Hào chơi với kem một lần còn không đủ. Anh Hào thật phóng khoáng. Anh Hào phóng khoáng như vậy, nếu anh Hào thắng có thể chơi cho em một nửa không hả? Mọi người, trận đấu 6 người, 3 đội đi cuồng sắp bắt đầu. Sẽ có Ngọc Diện La Sát đấu với Yêu Tinh Chân Dài, Loli Tiểu Ma Nữ đấu với Thiết Kim Cương, Bạch Cốt Tinh đấu với Phích Lịch Kiều Hoa. Hay quá. Đánh đi. 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 Đánh đi.
vị, sau một trận chiến khốc liệt, những người chiến thắng đã được quyết định. Bạch Cốt Tinh, Ngọc Diện La Sát, Loli Tiểu Ma Nữ giành chiến thắng, nhận được cơ hội tiếp tục ở lại. Họ sẽ tham gia trận đấu quán quân của tháng này, quyết định danh hiệu tổng quán quân. Ôi trời ơi, ghê quá. Đi thôi. Kêu bọn họ mở cửa ra, nếu không tôi dặn kỹ cô không? Được rồi. Tôi kêu họ mở cửa. Đi mau. Muốn đi hả? Không có cửa đâu. Có đường là được rồi. Đi. Tránh ra. Nếu không tôi không khách sáo với ông ta đâu. Cô nghĩ tôi mở cửa vì bị các cô đe dọa sao? Tôi chỉ muốn các cô chết bên ngoài một cách tàn nhẫn hơn. Anh Nam, xin chút tiếc của tôi trọc. Được thôi. Làm đi. Làm nhanh lên. Tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu. Chị Na, cứu tôi. Anh biết tôi chưa từng bị ai đe dọa mà. Chị Na, tôi giúp chị làm nhiều chuyện như vậy, chị không thể thấy chết không cứu. Tôi quay mặt đi chỗ khác là không nhìn thấy tôi. Không, đừng mà chị Na. Bà cô này thú vị ghê. Tôi thích đó. Người phụ nữ này chỉ vì tiền mà có thể mở thi đấu quyền anh đen. Xem ra tất cả mọi người trong mắt cô ta đều chỉ còn kiến mà thôi. Xem ra chúng ta lại phải đánh một trận rồi. Đánh thì đánh thôi. Có điều tôi phải giải quyết ông ta trước. Các chị em lên. Không sao. Nè, đừng đánh nữa. Trông cô ta bán sống bán chết rồi, mặc kệ cô ta đi. Danny, cô lợi hại như vậy, tôi muốn đánh nhau với cô một trận. Nếu như cô thắng thì tôi mời cô ăn no nè. Nếu cô thua thì cho tôi mượn mật chai của cô một ngày, thế sao? Bệnh mê trai của đại tiểu thư lại tái phát rồi. Bệnh mê trai của đại tiểu thư lại tái phát rồi. Đàn ông là thuốc của tôi, thế sao Danny? Được thôi, nhưng mà ngoại trừ lên giường. Đến đây. Chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu. Phim được lồng tiếng bởi Moxie Media Bắc Kinh.